Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Được Rồi. Bình luận viên Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Malo Tali. Chuẩn bị trận đấu. Đây là giải 44 nhân Củ Chi. Ngày 16 tháng 1 2022. Đây là cặp đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính hấp dẫn các bạn. Bốn chèn VHD của Đỗ Nguyên Thanh ngoài Hà Nội đại diện cho trận đấu này các bạn. Với những cái tên như là Lưu Đại Dương, Thắng Cao một trong những nhà vô địch cùng với Lam Trắng Bàn tại giải Bà Ký Long Thành Đồng Nai các bạn, Thắng Cao nha. Còn có Vũ Gà, Dũng Lai, Chắc Sầu Riêng tại bây giờ là bán khô rồi. Và Linh Nông Lâm chị hai. Còn bên kia với sự xuất hiện của Thanh Hoài 2003 số 5, số 3, số 9 là Khải, số 8 là Phong Liêu, Minh Thạng số 2, của cũng là số 7, cũng là thầy của các em đó, quê Củ Chi, Minh Thạng. Câu lạc bộ Hồ Phin, ấp Sơ Mới, Bà Rịa Vũng Tàu. Y như dự đoán của Đại Lâm, Thanh Hoài sẽ là biên số 2, cực kỳ khó chịu cho các đàn anh. Anh Phim có đợi. Trời ơi. Quay. Anh Phim thử ngay chịu nha. Không, chắc Châu Điên phát bóng. Phong Liêu. Đẹp qua là đấu quy lực biến đổi ra ngoài của Thanh Liêu. Tỷ số 1-0 nghiêng về PHD. Một pha kết thúc bóng ra ngoài của Phong Liêu, câu lạc bộ Hồ Phin. Chắc Trầu Điên vừa phát bóng hỏng. Một đều. Bình Thiện phát bóng. Vương Đại Dương, Lưu Đại Dương, Vũ Gà. Tỷ số 2-1. Vũ Gà ăn tập công an thành phố Hồ Chí Minh, từng qua Cầu Tre hàng ngày và hàng ngày, cho nên anh ta xanh miếng rồi. 2-1. Phong Liêu. Đẹp trai đẹp bóng ra ngoài không của Phong Liêu, tỷ số 2-2. Hai đội hình này có thể nói là một đội hình của bãi biển ngoài trời và đội hình trong nhà nha các bạn. Minh Thiện phát bóng hồng. 3-2. Chắc Sầu Riêng thua một phát bóng. Thanh Hoài. Thanh Hoài đột phá đặc sắc từ ngang lên tiếp bóng ra ngoài của Thanh Hoài. Qua đang tiếp pha đầy nội lực của Thanh Hoài nhưng bóng bay ra ngoài. 4-2. Tỷ số là 4-2 nghiêng về VHD. Thanh Hoài mới 2003 thôi nha các bạn. 19 đôi mươi trở lại nha, 18-19 nha. Rất trẻ. Thanh Hoài. Lại là Thanh Hoài. Tay trắng dội góc nhà của Thanh Hoài. Tỷ số là 3-4. Thanh Hoài là người con của Hồng Ngự Đồng Tháp. Hiện tại bây giờ là biên chế trẻ của bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu. 3-4. Lại là Minh Thiện. Phát bóng ra ngoài của Minh Thiện. Tỷ số là 5-3 nghiêng về VHD. Minh Thiện phát bóng ra ngoài hai quả trực tiếp. 5-3. Phong Liêu. Quả ghê. Lọt trắng. Tỷ số là 4-5. Phong Liêu quê Dòng Riền, Kiên Giang. 4-5. Thank you.
Vũ ra. Một pha đập bóng lật trắng của ông Vũ, tỷ số là 6-4. Vũ ra vừa có một pha kết thúc tốt 6-4. Đây là cái đội VHD của Đỗ Nguyên Thanh Hà Nội. Đây là cái đội hình lắp ráp nha các bạn. Sáu bốn. Phong Lưu. Đội pha đập bóng vào tường của Phong Lưu. Tỷ số là 7-4. Cái dàn trắng bên VHD quá cao. Phong Lưu va vấp vào tay trắng của Vũ Gà và thắng cao 7-4. Phong Lưu thật sự cái dàn trắng quá khó chịu giữa Vũ Gà và thắng cao. Phong Lưu bỏ bóng ra ngoài 8-4. Tỷ số là 8-4. Lại là Phong Lưu. Cũng còn. Lại là Phong Lưu. Cũng còn. Bên nào vậy? Bông lọt lôi. Đáng tiếc cho anh Vũ. Tỷ số 5-8. Có vẻ như đàn anh Minh Thiện không tin vào Phong Lưu sẽ làm được hay không. Chuyền 3-4 quả liên tiếp. 5-8. Lại là Minh Thiện tự sát tại Nam Lạc. Minh Thiện nhà cũng rất giàu, pha cũng giống như Lâm Hưng vậy các bạn ơi. 9-5. Phong Lưu. Lưu Đại Dương. Chắc sầu riêng. Giờ có một quả kết thúc tốt. Mười năm. Một pha đầy quy lực của Phong Lưu. Chắc khi mình đã ngã người hết mất nhiệm thành phố rồi chứ đâu. Tỷ 6-10. 6-10. Lưu Đại Dương. Một pha chùm mền. Em đỡ em lên rồi. Một pha chùm mền chạm lưới của bên Hồn. Hồ Phiên chạm lưới. 11-6. Câu lạc bộ Hồ Phiên của Bà Rịa Vũng Tàu. Minh Thiện. Một pha lỗi kỹ thuật của Đâu Đại Dương. 7-11. Lỗi kỹ thuật của Đại Dương. 7-11. Lưu Đại Dương xử lý quá thông minh vào bóng vừa rồi. Wow, người này chắc khô sung. Đánh thắng cũng chắc thắng. Phong Lưu. Đội ta đặt bóng vào tường của Phong Lưu. Tỷ số 13-7. Lại là Phong Lưu. 13-7. Trời ơi, nhìn đi cột đi, nhìn anh ông. Cột nè. Cái mà ông né xin mình đấy kìa. Thanh Hoài. Một pha đập bóng chạm với trắng bay ra ngoài của Thanh Hoài. Tỷ số 8-13. Và kết thúc tốt của Thanh Hoài. 8-13. Ba
Phong Lêu, một chân. Quay cho chắc sao đi. Một pha phản công tốt của Lưu Lại Dương. Và đó là một pha phòng thủ tốt của anh Chắc Sơn Mực. Chỉ số 14-8. Theo như thông tin nhận được từ bên lệ thông tin, Chắc Sầu Riêng bên đây bán khô ế, cho nên Chắc Sầu Riêng quá quanh rồi, cố gắng lên khô mình hết rồi, còn nguyên thùng khô rồi. Mới nguyên chưa lớn liền nữa, lẹ lẹ ra bán khô anh ơi. 9-14, tỷ số 9-14. Lại là Minh Thiện. Tỷ số 15-9. Ủa anh nhiêu à? Tỷ số. Phải. Đúng không? Các em phải chúng ta. Thanh Hoài. Một pha đánh bóng chạm vào cột. Trận đấu kết thúc với tỷ số 16-9 nghiêng về bóng chuyền của HK. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng bóng chuyền VHD của Đỗ Nguyên Thanh Hà Nội, đại diện cho Chắc Sầu Riêng, Đại Dương, Vũ Gà, Thắng Cao và Linh Chị Hai. 16-9. Xin mời các bạn tiếp tục xem set thứ hai của trận vòng loại này nha các bạn. Nè bạn gọi lần thật chứ đi. Đi qua, đi qua. Chị Vinh đi, mấy cái bên trong danh đi, một cái bánh mảnh vô đi băng đi đâu.